Nay ba má mình gả cháu ngoại nha. Bà cụ mặc đồ đẹp quá. Rồi, bà cụ, nghe cha ăn đông đi nó, bà cụ mặc đồ đẹp quá kìa bà cụ. Xích vô con, xích vô. Hai chị sao đi ra đi. Ủa hai bà chồng với dâu mặc màu áo hả? Mặt té rồi chứ khác khác. Rồi vậy ờ đúng rồi. Rồi phải lấy sữa cho mẹ. Té nó xịt vô té. Dạ xe chơi với con dạ. Dạ đứng nghiêng nghiêng. Đứng nghiêng nghiêng vô má. Ờ đứng ở đứng hơi xe xe vô. Cái con Năm cài cái bông thấy không? Cài con nào cái Năm cài cái bông giống con Năm cô dâu vậy đó nha. Anh bằng nắm tay ngoại đưa vô nắm ơi. Bên đây bắt nắm tay bên đây coi thấm thiết thấm thiết. Nắm tay nhau. Ồ. Hai ba chụp phải bên tấm nha con lựa là. Nhìn lên cười lên. Hello đàn trai. Đàn trai tới nha mọi người, đàn trai tới. Ôi đừng quên nữa. Bạn trai ai được hộ tống bằng cái xe lớn mọi người. Xe lớn kiểu lạ. Vàng bưng mâm hoa quả của đàn trai. À, mình bước tới nha, bước gần gần mình chăm mâm ha. Thẳng tay tí xíu bạn ơi, thẳng tay xíu nha. Rồi, giờ lần đã tới, nha. Bây giờ đàn trai thấp thấp cái mâm xuống xíu bạn ơi. Chú gửi đưa bó hoa lên chú gửi ơi. Hạ mâm xuống xíu cho đàn trai. Ok, cười lên chú gửi. Ơi, nhận mâm luôn đàn gái ơi, nhận mâm, đứng lên nha. Nhận mâm xong rồi, đứng đó nha. Gồng con chuột lên. Gồng lên, gồng lên. Rồi, chú gửi bước tới chú gửi ơi, chú gửi bước vô. Khánh Bang sẽ lên, chú Khánh Bang sẽ tới. Gồng con chuột lên, bưng chắc. Rồi, đang mấy đứa bông mâm. Đây chú ghẻ nha mọi người. Bưng mâm cẩn thận. Nhìn dưới giò kìa con. Cẩn thận. Đi thẳng vô trong bàn. Cầm đàng hoàng con. Cởi cái tà áo xuống. Dạ xong rồi mời mấy à. Anh Tiến mời mấy bên à. Gì vậy bắn? Cà sực quay con. Mỏi hết hả? Đuối hết rồi hả? Cái cây nó nặng á. Rồi, đi vô đi con. Cơ lên hết trơn rồi hả? Cô xin đại diện cho ông và bà chủ hôn là gái hôm nay xin trân trọng gửi đến lời chúc sức khỏe tất cả quý hai họ, kính chúc quý hai họ được mọi sự may mắn, an lành, thành công và gặp nhiều hạnh phúc. Thì theo như cái sự trình bày của ông đại diện của cộng đồng nhà trai thì chúng tôi nhận lên nó không được rồi. Rồi mời ông. Thank you.
Dạ, sau đây là phần trình bày nữ trang và phụ trợ từ cưới cho hỏi ngày gái. Thank you.
Đây là nó luôn hay gì vậy con? Đây là cưng, đây là cưng. Đổ bên nha, đổ bên nha. Tự nhiên nha, mình cười luôn, cười tươi, mình hướng dẫn nè, mình hướng dẫn nè. Mình hướng dẫn nè, cười lên, cười lên, cười lên, cười lên. Rồi, đứng ngay cho thấy dẫn cho con. Chỉ là tự nhiên thôi, cười tươi thôi, cười tươi luôn nè. Nhấp ảnh cho bà ngoại xin một cô hình đẹp nè. Rồi cháu gửi bưng bà ngoại đi. Tiếp tục phần nghi lễ hôm nay, cô xin đại diện gia đình lễ cưới mẫn quý bác, bác nuôi, chú cậu kính dưỡng của cô dâu và chú rể vui lòng bước đến ăn miếng cầu dùng chung thượng. Tiếp tục phần nghi lễ hôm nay, tôi xin kính thỉnh quý bác, bác xui để cho cô dâu hòa chú rể làm lễ, tôi xin kính mời. Phần làm lễ ông bà cô bác anh chị đã xong, tiếp tục phần nghi lễ hôm nay, tôi xin đại diện cho cô dâu hòa chú rể xin làm lễ về phần cha và mẹ. Hai em xui, hai chị xui ngày nay thân mến, qua công ơn sanh thành dưỡng dục thì công ơn đó không có biết nói sao cho vừa. Hôm nay rất là hân hạnh giữa hai họ, tôi xin đại diện cho hai cháu để mượn cho hai cháu mượn dung rượu này để dâng lên hai người cha hai người mẹ biết rằng đây là một phần công ơn rất nhỏ. Dạ xin mời. Rồi hai em bưng hai chung rượu. Mời cha rồi mẹ trước bác. Dạ trước. Rồi cha trước này hai mời ba. Rồi mời ba đi em, mời đi cô giáo, mời đi cô giáo. Thì bắt đầu á. Hai chung đừng quên cái vui ha, hai chung đừng quên cái nào. Quên cái bảy thì lên, quên cái bảy thì quên. Dạ bữa nay cũng được những người việc của bà cố thì cho bữa nay hai cháu là được quyền kêu cha kêu mẹ luôn đó nha. Đụng lên cái vô nha, cô giáo chú lễ nhìn lên bên này, cô giáo ơi, cô thôi cô giáo ơi. Cô giáo thương mẹ, cái đi thương mẹ thương má, thì em không lỡ đó. Thì kính thưa quý vị nữ tộc, hồi con gái của bà thiên gái hôm nay có tặng cho cô dâu một số nữ cha là cô dâu phải không?
Rồi con đứng dậy. Đấy, cười lên, cười lên. Nghe không? Cười lên, cười lên. Thưa hai họ, tôi đang xin trình bày hiệp trình lễ cưới do Diêm Tiền Định trưởng họ phát hành có liên trưởng trường họ Phúc Đạo Quê Cương chọn thành. Ngày rước dâu đó là 6 giờ sáng ngày 29 tháng Giêng, có nghĩa là qua Tết. Mấy cách cho bông với nha. Cười đi coi con gái. Đây là hậu trường sau đám cưới. Hậu trường sau đám cưới. Đây là vàng à, vàng à, bưng mâm nha mọi người. Có này vàng, vàng này lộn rồi. À, vàng này không có chung môn phái. Đẹp quá ta. Con nhà đẹp quá ta. Con quấn tóc lên hả? Có tóc cụ sù hả? Chưa tới hay gì? Con có hai đâu à. Dớ hả? Trời ơi, thôi thôi mấy chị đừng mang dớ mà em cái. Ai đâu phải bình thường đi con ơi, chứ xíu thọt ra thọt vô cái giò đang xì ly. Hỏi mẹ dế nó đi mang cho chị xíu chứ mấy. Ờ. Cái ngủ mà cái mình nó bẻo thì chết vậy. Đây là phía sau hậu trường trang điểm chuẩn bị bưng mâm hoa quả nha mọi người. Bông nó muốn kéo tóc nữa kìa, nó xỏ tóc ra kìa. 8 giờ đó mọi người. Ông thợ cho phải nó đại nãy giờ. Trễ rồi anh không dậy được rồi, 8 giờ rồi. Rồi vàng vàng bưng mâm qua quả ra trước tự sướng vậy tắm đi. Ủa chạy lên mẹ mà. Mà hậu qua thôi chân dài. Lùng đây. Hello Putin. Đợi bưng mâm sau khi về tắm trước khi đàn trai qua nha mọi người.
hay gì? Cao hơn mọi người kỳ quá hay gì? Có cao hơn đâu? Cao trong cái vàng sao nè, ai cao mới được lấy chồng tiếp theo đó con. Ưu tiên cho chiều cao. Nó chứ mấy đứa đứng bằng nhau rồi. Chưa bên đây đứng lộ lại chút con, bên đây hơi thấp quá. Ờ đứng gọng gọng khum người cho nó dễ phải không? Chậm người vô, chậm người vô. Ok, cứ lên, cứ bành sạc 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 lên mới đẹp. Cô dâu hai chân tim luôn, hai tay luôn em. Hai tay, tim đâu, tim đâu. Rồi mấy bạn nhìn cô dâu cái nha, cô dâu làm viên cái nha. Cười khẽ, cười khẽ chưa mày? Ừ vậy nó mới đẹp. Nhớ dướng, dướng mắt lên nha, cười quá mắt hí nha. Chân đâu, chân đâu? Gặp chú dâu, không vô. Gặp vô cô dâu á. Từng quay con xích vô. Cái tay kia, quay cái tay kia. Giờ kéo ống quần dài lên đi phe giò coi, đưa giò ra trước coi. Giò kéo lên. Kéo lên đưa cái giò vậy nè.